ung thư cổ tử cung, không nên ăn những thực phẩm sau đây. Thứ nhất, thực phẩm chứa nhiều chất béo. Người bệnh nên hạn chế ăn các loại chất béo vì sẽ làm tăng chỉ số cholesterol, gây ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa và điều trị bệnh. Thay vì sử dụng mỡ động vật, bạn có thể dùng dầu thực vật và các chất béo không bão hòa như dầu ô liu, bơ để thay thế. Thứ hai, thịt đỏ. Trong thịt đỏ chứa nhiều sắt hem, nếu ăn nhiều thịt đỏ sẽ làm tế bào ung thư có ái lực với sắt và khiến nó nhân lên khá nhanh. Sắt là thành phần quan trọng nhất của hồng cầu, bản thân chúng ta cũng rất dễ bị thiếu sắt. Vì vậy, chúng ta vẫn nên bổ sung một lượng sắt vừa phải. Và để tốt nhất, chúng ta nên sử dụng các thực phẩm cung cấp sắt có nguồn gốc từ thực vật như nghệ. Trong các loại rau luôn có hàm lượng sắt cao hơn hẳn so với thịt, bằng chứng là dùng rau sắt, thái rau như rau muống, rau cải sẽ ra nước màu đen, đó là sắt bị oxy hóa và kết tủa lại. Thứ ba là rượu bia và các chất kích thích. Vì quá trình chuyển hóa rượu tạo ra acetanehit, đây là một chất độc đối với cơ thể, có thể hình thành nên tế bào ung thư. Thứ tư là đồ ăn nhanh và thực phẩm đóng hộp. Với bệnh nhân ung thư cổ tử cung, không nên ăn các loại thực phẩm đóng hộp bởi nó chứa nhiều calo và ít chất dinh dưỡng. Những loại đồ ăn này còn chứa chất bảo quản sẽ không tốt cho sức khỏe của mỗi chúng ta. Thứ năm, hạn chế các đồ ăn lên men. Những thực phẩm như kim chi, cà muối thường ăn rất ngon miệng và tiện lợi nên được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, những thực phẩm này sẽ tiềm ẩn những chất gây ung thư nếu như bạn ăn thường xuyên. Hãy follow kênh để nhận thêm nhiều kiến thức bổ ích về sức khỏe.